Sáng ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh do bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu cùng bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã đến kiểm tra hoạt động chống dịch tại một số trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi trạm đang chăm sóc từ 30 đến 50 F0 tại nhà. Nhiệm vụ của các trạm này là quản lý, hỗ trợ, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, sớm phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng để có biện pháp chuyển lên tuyến trên kịp thời, hạn chế tối đa tử vong. Ngoài quản lý, chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà, các trạm y tế lưu động còn đảm nhiệm việc khám chữa bệnh ban đầu cho người dân và triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thông tin chi tiết về hoạt động, đường dây nóng của các trạm y tế lưu động cũng được thông báo trên các group, website của xã phường để người dân biết và liên hệ khi cần thiết. Hiện tại, các trạm y tế lưu động ngay khi thành lập đều được cung cấp đầy đủ bình oxy, vật tư trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng chống dịch, túi thuốc để có thể triển khai hoạt động ngay.